chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một món ăn mà mình rất yêu thích từ hồi ở Việt Nam, đấy là món bánh rán mặn nhân thịt. Món bánh rán mặn nhân thịt này thì nguyên liệu sẽ gồm có hai phần riêng, một phần là phần vỏ bánh, là phần bột, và một phần là phần nhân bánh. Thì mình sẽ giới thiệu nguyên liệu của phần nhân bánh sau. Còn nguyên liệu của phần vỏ bánh thì sẽ bao gồm có 150g bột nếp, 35g bột gạo, một nửa củ khoai lang hoặc là một củ khoai tây, một muỗng cà phê bột nở và hai muỗng cà phê dầu ăn, một muỗng canh đường. Sau đó thì mình sẽ cho vào trong âu lớn và sẽ trộn đều lên. Còn đây là phần nguyên liệu để làm phần nhân của bánh rán. Phần nguyên liệu này thì bao gồm có 200g thịt nạc, thịt xay, thịt lợn xay, 1/2 củ hành tây, mộc nhĩ, nấm hương, thì tùy lượng theo lượng thịt mà các bạn chuẩn bị. Ở đây thì mình chuẩn bị khoảng 3 tai mộc nhĩ to và 6 tai nấm hương. Nấm hương này là nấm hương nhỏ cho nên mình lấy 6 tai, còn nếu mà không thì các bạn chỉ cần lấy 3 tai nấm hương, nấm đông cô to là được. Một củ cà rốt, một nửa phần cà rốt này thì mình sẽ cho vào chung với phần nhân, còn một nửa phần cà rốt thì mình sẽ dùng để làm đồ chua để cho vào phần nước chấm. Và khoảng 10g miến khô, muối gia vị, hạt tiêu và nước mắm để nêm nếm vào trong phần nhân này. Bây giờ thì mình sẽ đi làm phần vỏ bánh nhé. Mình sẽ đổ hết bột vào trong một chiếc âu lớn để trộn đều bột lên. Cho bột nếp, bột tẻ, đường, muối, bột nở vào. Mình trộn đều lên. Sau đó thì mình sẽ cho vào đây khoảng 125ml nước nóng đun sôi và để nhiệt độ khoảng 60-70 độ C để trộn đều với bột, bởi vì là đây là bột nếp cho nên là cần phải có nước nóng để cho bột không bị vón cục. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều bột và sẽ nhào bột trong vòng khoảng 10-15 phút để cho phần bột thật là nhuyễn. Các bạn chú ý là nếu như mà thấy bột bị khô quá thì chúng ta cho thêm từ từ một chút nước ấm, một chút nước nóng khoảng 60-70 độ vào và để nhào cho đến khi bột không quá khô cũng như là không quá ướt để dính tay, thì khi đó là bột của chúng ta đã được rồi. Như là phần bột này của mình thì mình thấy nó hơi khô cho nên là mình sẽ cho vào đây thêm một chút nước nóng và trộn đều. Khi mà phần bột đã được trộn tương đối đều rồi thì mình sẽ cho vào đây thêm khoảng 2 thìa cà phê dầu ăn. Sau đó thì mình tiếp tục trộn đều bột với dầu ăn và sẽ nhồi thêm trong khoảng 10 phút nữa để cho khối bột thật là dẻo và nhuyễn. Sau đó thì mình sẽ cho phần bột này vào trong một chiếc túi ni lông, hoặc là các bạn có thể dùng cái phim ni lông để ủ bột trong khoảng 30 phút đến 40 phút để bột nở. Trong thời gian chờ bột nghỉ thì mình sẽ chuẩn bị khoai lang, mình sẽ cho vào lò vi sóng và quay trong vòng 3 phút. Khi khoai lang chín thì mình lấy ra, gọt vỏ, bóc vỏ và sau đó sẽ nghiền khoai lang nát ra. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị phần nhân. Phần nhân thì chúng ta cho tất cả các nguyên liệu khác đã được băm nhỏ trộn cùng với cả thịt lợn xay, cùng có mộc nhĩ, nấm hương, cà rốt, hành tím, hành tây băm nhỏ. Và bây giờ thì mình cho tất cả phần nguyên liệu của phần nhân vào xào chung với nhau. Chúng ta cho hành phi thơm lên và cho thịt và những nguyên liệu khác vào đảo đều. Và để cho phần nguyên liệu này thật là khô thì chúng ta xào ở trên nhiệt độ cao. Như bếp này của mình là có 9 mức độ thì mình xào ở trên mức độ cao nhất luôn. Phần nhân này mình cần phải xào bởi vì là để cho phần nguyên liệu làm nhân của bánh thật là khô và sẽ không bị làm cho bánh ở phía trong có
hơi nước, và khi chiên lên thì cái hơi nước đấy nó bốc lên sẽ làm cho bánh nó bị nổ và sẽ bắn hết cả dầu mỡ ra bếp, cho nên là cái khâu này rất là quan trọng và các bạn không nên bỏ qua nhé. Khi thịt đã săn lại thì mình sẽ cho vào đây 2 thìa cà phê muối gia vị, 1 thìa cà phê nước mắm và 1 thìa cà phê hạt tiêu. Sau cùng thì mình cho miến đã được ngâm và sắp nhỏ ra để xào cùng. Các bạn nhớ xào nhanh tay để cho nước ở thịt không chảy ra, lúc đó thì nhân sẽ rất là khô. Sau khi đã xào xong phần nhân thì mình sẽ cho số nhân này ra một chiếc bát và để cho nhân thật là nguội trước khi mà đem ra gói với cả vỏ bánh, bởi vì là phần nhân mà nóng thì sẽ làm cho bánh có nhiều khí hơi ở trong, sẽ làm cho bánh nổ khi rán. Quay trở lại với phần bột, sau khi mà bột đã được ủ xong thì mình sẽ lấy bột ra và trộn cùng với cả bột khoai lang vừa nghiền nát, và sau đó thì chúng ta tiếp tục nhào bột cho đến khi hai phần bột này đã được hòa quyện với nhau thành một màu vàng nhạt, và mình sẽ nhồi thêm khoảng 10 phút trước khi đem phần bột này đi gói với cả nhân bánh. Các bạn có thể thấy là sau khi phần bột khoai và phần bột nếp đã được trộn đều với nhau thì nó có một màu vàng nhạt rất là đẹp. Để khi mà chiên bánh thì bánh của chúng ta sẽ có màu vàng tự nhiên rất đẹp. Bây giờ thì mình sẽ để khối bột này vào trong, bọc vào trong túi ni lông và tiếp tục để cho bột nghỉ trong khoảng 10 phút trước khi mà đem ra để gói với phần nhân. Trong thời gian chờ ủ bột thì mình sẽ làm nước chấm. Nước chấm này bao gồm có cà rốt đã được thái thành hình bông hoa, 3 thìa cà phê nước mắm, 3 thìa đường, 2 thìa giấm và 15 thìa canh nước lọc. Tất cả chúng ta trộn đều lên với nhau, các bạn có thể cho thêm tỏi hoặc ớt tùy thích. Phần bột sau khi ủ xong trong 10 phút thì chúng ta sẽ cho bột ra vào một phim ni lông và sẽ cuộn tròn bột lại, và mình sẽ lăn bột để cho bột có hình trụ dài. Chút nữa mình sẽ ngắt bột ra một cách dễ dàng. Và đồng thời thì phần bột này, phần ni lông này cũng sẽ giúp cho bao phủ phần bột để bột không bị khô trong lúc mà mình nặn bánh. Trước khi bắt đầu nặn bánh thì mình chuẩn bị sẵn một chảo dầu ăn được ngập dầu và mình để nhiệt độ khoảng mức độ 5 của bếp để cho dầu không quá bị nóng. Sau đó thì mình véo một miếng bột nhỏ và vê bột thành hình tròn trên lòng bàn tay. Sau đó thì sẽ ấn dẹt bột với độ mỏng vừa phải và nhồi phần nhân vào giữa. Khi gói phần nhân này thì chúng ta chú ý là gói bọc phần bột kín ngoài phần nhân, và sau đó thì mình sẽ nắm cục bột sau khi đã được nhồi xong để cho khí ở trong thoát hết ra, và mình sẽ vê bột một chút thành hình thoi. Đó là hình dáng của bánh rán mặn mà mình vẫn hay ăn ở Việt Nam. Và các bạn chú ý là sau khi vê thì đảm bảo là bột khí ở trong không còn nữa. Khi đó thì lúc chúng ta rán bánh thì bánh mới không bị nổ. Điều này rất là quan trọng nên các bạn chú ý nhé. Sau khi đã vê bánh xong thì mình sẽ cho bánh vào trong chảo dầu để chiên. Các bạn có thể thấy là chảo dầu của mình không để nhiệt độ quá cao, cho nên khi chiên thì bánh không hề bị nổ, và bánh ở ngoài bắt đầu vàng đều và chín rồi thì mình sau đó sẽ tăng nhiệt độ lên mức độ 7 để cho bánh được trở nên giòn hơn và vỏ ngoài của nó cứng hơn. Lúc đó thì mình sẽ để trong khoảng 5 phút và mình sẽ gắp ra sau khi mà đã chiên được bánh rất là giòn. Mình lấy đũa gõ thử lên bánh và cảm thấy bánh đã rất là giòn rồi thì mình sẽ gắp ra vào một chiếc rổ bằng kim loại. Các bạn chú ý là bánh rán thì mình không nên gắp lên giấy ăn hoặc là giấy thấm dầu, bởi vì là sẽ làm cho bánh mất giòn đi, nên các bạn chú ý điều này nhé.
khi bánh đã ráo dầu thì các bạn gắp bánh ra đĩa, trang trí với cả rau xà lách để chuẩn bị thưởng thức cùng với một bát nước chấm. Mình sẽ cắt đôi bánh ra. Bánh của mình sau khi mà đã chiên xong thì phần vỏ ngoài rất là giòn, nhưng phần ở trong bởi vì bánh được làm bằng bột nếp cho nên là nó cũng rất là dẻo và rất là thơm các bạn ạ. Ngửi mùi bánh thì mình đã cảm thấy là bánh đã có hương vị khá là giống so với cả bánh rán mặn ở quê nhà mà mình đã thường hay ăn. Phần vỏ bánh siêu giòn và thơm, thơm mùi bột nếp và mùi khoai lang các bạn ạ. Và sau khi đã thưởng thức thì mình tự chấm điểm món bánh rán nhân mặn của mình là 9,5 trên 10 điểm. Bởi vì là hương vị của nó giống y hệt như bánh rán mình đã từng ăn ở Việt Nam và mình cảm thấy rất vui. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Tạm biệt các bạn.